Xin chào mừng quý vị đã đến với bản tin chuyển động nhân văn của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình tổng hợp các tin tức, sự kiện, thông tin của trường trong tuần vừa qua được phát sóng vào chủ nhật hàng tuần trên kênh YouTube Người Nhân văn. Hôm nay là chủ nhật ngày 27 tháng 11, bản tin chuyển động nhân văn tuần này sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. khai mạc tuần lễ khoa học sáng tạo năm 2022 và ra mắt giải thưởng nghiên cứu khoa học Hoa Mai Xanh. Đại diện nhà trường làm việc với Tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh. Khảo sát chính thức cấp chương trình đào tạo các ngành, cử nhân Hàn Quốc học, cử nhân lưu trữ học, thạc sĩ nhân học và thạc sĩ văn hóa học. Hội thảo khoa học cấp quốc gia, các vấn đề lý thuyết, ngôn ngữ học và ứng dụng. Hội thảo khoa học, an sinh xã hội, những vấn đề lý luận và thực tiễn đoàn của sinh viên đại học văn khoa thăm cơ sở thủ đức. Sáng ngày 21 tháng 11, lễ khai mạc tuần lễ khoa học sáng tạo năm 2022 và ra mắt giải thưởng nghiên cứu khoa học hoa mai xanh đã diễn ra tại sảnh D cơ sở đinh tiên hoàng. Buổi lễ có sự tham gia của tiến sĩ lê thị ngọc điệp, bí thư đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường, tiến sĩ hoàng ngọc minh châu, phó trưởng phòng đối ngoại và quản lý khoa học. Tiến sĩ Vũ Toản, Phó trưởng phòng Công tác sinh viên, Thạc sĩ Nguyễn Thị Ngọc Khánh, Phó trưởng phòng Truyền thông và Quan hệ doanh nghiệp, Bí thư Đoàn trường cùng các bạn sinh viên quan tâm. Tuần lễ khoa học sáng tạo năm 2022 là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào tuổi trẻ sáng tạo và hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên, tăng cường giao lưu, học hỏi với các đơn vị bạn về công tác triển khai hoạt động này trong đoàn viên thanh niên hiện nay. Đoàn trường đã triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong tuần lễ như triển lãm kết quả nghiên cứu khoa học sinh viên giai đoạn 2019-2021, chuỗi chuyên đề khơi nguồn nghiên cứu khoa học với hai chuyên đề chính là nghiên cứu khoa học và tư duy sáng tạo, hội nghị chia sẻ kinh nghiệm triển khai hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên giữa Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh trao quyết định và ra mắt câu lạc bộ sáng tạo khởi nghiệp USSH, tuyên dương danh hiệu cán bộ trẻ tiêu biểu trong khuôn khổ tuần lễ, đoàn trường đã ra mắt giải thưởng nghiên cứu khoa học Hoa Mai Xanh với mục đích tuyên dương, khích lệ các tập thể và cá nhân sinh viên có đóng góp tích cực, đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động nghiên cứu khoa học, thúc đẩy tinh thần tham gia nghiên cứu của sinh viên, góp phần xây dựng một thế hệ trẻ bản lĩnh, tiên phong, sáng tạo. Chiều ngày 21 tháng 11, đại diện nhà trường đã có buổi đón tiếp tân tổng lãnh sự Thái Lan tại thành phố Hồ Chí Minh, bà Widaka Muthitapon đến thăm hỏi và làm việc với nhà trường. Tại buổi đón tiếp, đại diện nhà trường có phó giáo sư tiến sĩ cô thị phương lan hiệu trưởng nhà trường tiến sĩ hoàng ngọc minh châu phó trưởng phòng đối ngoại và quản lý khoa học tiến sĩ nguyễn thị kim châu trưởng bộ môn thái lan học khoa đồng phương học phó giáo sư tiến sĩ cô thị phương lan cảm ơn sự đồng hành hỗ trợ của các cơ quan ngoại giao nước ngoài trong đó có tổng đại sự thái lan tại thành phố hồ chí minh đến nhà trường đặc biệt là đến các bạn sinh viên thông qua các chính sách học bổng chương trình giao lưu văn hóa các cơ hội việc làm Đáp lại, bà Wiraka Muthi đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị, hợp tác bền chặt giữa Thái Lan và Việt Nam nói chung, giữa trường đại học khoa học xã hội và dân văn và tổng lãnh sự nói riêng. Bà tin chắc rằng mối quan hệ này sẽ không ngừng được tăng cường và phát triển một cách tốt đẹp trong tương lai. Bà Wiraka Muthi cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên sẽ có cơ hội hợp tác trong việc giảng dạy tiếng Thái, cấp chứng chỉ tiếng Thái, giao lưu học tập cho sinh viên hai nước, tạo ra nhiều sân chơi học thuật, văn hóa, góp phần lan tỏa những giá trị bản sắc đẹp và thắt chặt tình đoàn kết giữa đôi bên. Sáng ngày 22 tháng 11 tại hội trường Văn khoa đã diễn ra lễ khai mạc đợt khảo sát chính thức kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình đào tạo. Bốn chương trình tham gia kiểm định đợt này bao gồm cử nhân Hàn Quốc học, cử nhân lưu trữ học, thạc sĩ văn hóa học và thạc sĩ nhân học. Đợt kiểm định dự kiến sẽ kéo dài từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 11. Đoàn đánh giá ngoài gồm 8 thành viên, do tiến sĩ Nguyễn Kim Dung, giám đốc Trung tâm kiểm định chất lượng giáo dục Sài Gòn là trưởng đoàn. Về phía nhà trường có sự hiện diện của tiến sĩ Lê Thị Ngọc Điệp, bí thư Đảng ủy, chủ tịch hội đồng trường, đại diện ban giám hiệu, lãnh đạo các phòng ban, lãnh đạo và giảng viên, chuyên viên phụ trách ở các khoa tham gia kiểm định. Theo kế hoạch, trong ngày làm việc thứ nhất, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tiến hành làm việc nội bộ, nghiên cứu hồ sơ, binh chứng, dự giờ các lớp của 4 chương trình đào tạo, khảo sát ý kiến qua Google Form, các nhóm giảng viên, nhân viên, người học và tình hình việc làm của người học đã tốt nghiệp các năm 2019, 2020 và 2021, quan sát thực tế các văn phòng ở cả hai cơ sở Thủ Đức và Đinh Tiên Hoàng. Ngày làm việc thứ 2, 3, 4, đoàn chuyên gia đánh giá ngoài tiếp tục thực hiện phỏng vấn các nhóm phụ trách chuyên môn, nhóm lao động và các đơn vị chức năng, nhóm giảng viên, nhóm cán bộ hỗ trợ, nhóm cụ người học và nhóm nhà tuyển dụng, nhóm người học của 4 chương trình đào tạo, nghiên cứu hồ sơ minh chứng, làm việc trực tiếp với cán bộ phụ trách các mảng hoạt động của nhà trường. Ngày 26 tháng 11, nhà trường đã tổ chức lễ bế mạc đợt khảo sát chính thức kết thúc đợt kiểm định cấp chương trình đào tạo. Các phiên làm việc đã được tiến hành một cách nghiêm túc, đảm bảo đúng quy trình, các đơn vị phối hợp chặt chẽ hỗ trợ cho công tác kiểm định của bốn khoa có chương trình được đánh giá. Việc kiểm định nhằm thực hiện kế hoạch đảm bảo chất lượng chương trình đào tạo của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Từ đó hướng tới mục tiêu cải tiến, nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường, thực hiện được đánh giá và kiểm định các chương trình đào tạo của các khoa theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như luật giáo dục đại học. Sáng ngày 26 tháng 11, Hội thảo khoa học cấp quốc gia các vấn đề lý thuyết ngôn ngữ học và ứng dụng đã diễn ra tại phòng D307. Hội thảo do khoa ngôn ngữ học đăng cai tổ chức thu hút được sự quan tâm của nhiều nhà khoa học, học viên, sinh viên. Phát biểu khai mạc chương trình, tiến sĩ Lê Hoàng Dũng, phó hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh, hội thảo được khoa ngôn ngữ học tổ chức trong bối cảnh đang chuyển mình trở thành một trung tâm ngôn ngữ học ứng dụng của cả nước, tiến tới việc mở mã ngành ngôn ngữ học ứng dụng tại Việt Nam qua đó định hướng tầm nhìn, sứ mạng và triết lý giáo dục của nhà trường và cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của khoa ngôn ngữ học, ngành ngôn ngữ học ở khu vực phía Nam. Đã có 14 báo cáo tham luận được trình bày trong hội thảo xoay quanh hai lĩnh vực, ngôn ngữ học lý thuyết và ngôn ngữ học ứng dụng. Nhiều báo cáo được nhận xét mang lại nhiều thông tin khoa học mới mẻ, đưa tri thức ngôn ngữ vào trong cuộc sống và có hiệu quả trong nhiều lĩnh vực, qua đó gợi mở thêm nhiều đề tài nghiên cứu trong tương lai. Hội thảo mang lại một không gian học thuật chuyên sâu là nơi để các nhà khoa học trong nước giao lưu và công bố các công trình nghiên cứu về các lý thuyết ngôn ngữ học và những lĩnh vực ứng dụng liên quan. Các tham luận có chất lượng tốt sẽ được biên tập lại để in trong chuyên sang có chỉ số ISSN được phát hành sau hội thảo. Cũng trong sáng ngày 26 tháng 11, Khoa Công tác Xã hội đã tổ chức hội thảo khoa học An sinh xã hội, một số vấn đề lý luận và thực tiễn tại phòng B205, nhà điều hành cơ sở Thu Đức. Hội thảo đã đặt ra nhiều vấn đề quan trọng mang tính cấp thiết trong bối cảnh hiện nay. Hội thảo có sự tham dự của đại diện phòng đối ngoại và quản lý khoa học, đại diện các trường có đào tạo ngành công tác xã hội, đại diện các cơ quan ban ngành, các cơ sở xã hội, đại diện khoa công tác xã hội và sự tham gia của giảng viên, học viên cao học và sinh viên có quan tâm. Chương trình hướng đến việc trao đổi để tìm ra những giải pháp mới nhằm thúc đẩy các hoạt động an sinh xã hội nước ta ngày một phát triển, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân. Có 29 tham luận được lựa chọn trình bày trong kỳ yếu hội thảo xoay quanh 3 chủ đề chính bao gồm chính sách và các mô hình an sinh xã hội trên thế giới và Việt Nam, khả năng tiếp cận an sinh xã hội về các nhóm yếu thế và an sinh xã hội trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Có 5 báo cáo được chọn để trình bày và thảo luận, bao gồm Mô hình hệ thống an sinh xã hội Australia, điểm mạnh và vấn đề Nhu cầu số hóa trong quản lý an sinh xã hội bền vững ở Việt Nam Đề xuất một số mô hình dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính trong giai đoạn hậu COVID-19 vai trò nhân viên công tác xã hội bệnh viện Chợ Rẫy thành phố Hồ Chí Minh trong đại dịch Covid-19. Chính sách an sinh xã hội cho trẻ em mồ côi do đại dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. An sinh xã hội là hệ thống các chính sách và chương trình do nhà nước và các lực lượng xã hội thực hiện nhằm đảm bảo cho mọi người dân ít nhất có được mức tối thiểu về thu nhập có cơ hội tiếp cận ở mức tối thiểu về các dịch vụ xã hội cơ bản, thiết yếu, thông qua việc nâng cao năng lực tự an sinh của người dân và sự trợ giúp của nhà nước. Sáng ngày 26 tháng 11, đại diện phòng truyền thông và quan hệ doanh nghiệp đã tiếp đón đoàn cựu sinh viên Đại học Văn khoa Sài Gòn thăm cơ sở Thủ Đức. Đại diện nhà trường đón tiếp đoàn tham quan có thạc sĩ Trần Nam, trưởng phòng truyền thông và quan hệ doanh nghiệp, đồng chí Lý Thuốc Anh, chủ tịch hội sinh viên trường. Trong buổi tham quan, các cụ sinh viên đã có cơ hội cùng nhau nhìn lại chặng đường hơn 65 năm của nhà trường khi ghé thăm phòng truyền thống tại nhà điều hành cơ sở Thủ Đức. Đặc biệt, khi nhìn thấy hình ảnh của mái trường văn khoa, hình ảnh thầy cô xưa, các cô chú đã không giấu được sự bồi hồi xúc động, nhiều kỷ niệm đáng nhớ được các cô chú hào hứng chia sẻ cùng nhau. Đến tham quan tòa nhân văn B1 và B4, đoàn cụ sinh viên bày tỏ niềm hân hoan và vui mừng khi nhìn thấy được sự khang trang, sạch đẹp, hiện đại của các dãy phòng học. Cô Nguyễn Hồng Dung, cô sinh viên đại học văn khoa niên khóa năm 1974 năm 1978 chia sẻ ngày xưa các cô chỉ có trường ở quận 1, nay về thăm lại cơ sở thủ đức mới một cơ sở khang trang và hiện đại cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc đây chính là minh chứng cho sự phát triển rất mạnh của nhà trường tạo nên một môi trường tốt cho sinh viên học tập và rèn luyện cảm thấy rằng uh, mình như sống lại cái thời kỳ của sinh viên của cái không khí của những ngày mà cô được nhận vào cái uh... Và các, trường phát triển của các, học. các cô chú cũng gửi gắm đến các thế hệ sinh viên trường đại học khoa học xã hội và nhân văn hiện tại hãy học tập thật tốt trong môi trường có nhiều điều kiện tốt như bây giờ thế hệ này sẽ tiếp nối truyền thống của những thế hệ trước những con người đã làm nên sự nghiệp cho đất nước tạo nên sự phát triển bền vững của trường đại học khoa học xã hội và nhân văn đại học quốc gia thành phố hồ chí minh Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin chuyển động nhân văn tuần này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Và đừng quên đăng ký theo dõi kênh YouTube Người dân Văn để biết thêm những thông tin của trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời gian sắp tới. Tôi là Nguyễn Văn. Tôi là Thảo Chi. Xin, Xin chào, chào tạm biệt và hẹn gặp, gặp lại, lại trong, trong chương, chương trình tuần sau.